Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 30. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi. Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cùng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta, giở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng, quả thật
quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết ngài nói về ai đó. Và có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Judas đã lấy miếng bánh thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Judas có túi bạc nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Judas khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy đã tối. Khi Judas đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình ngài, và ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Judas rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng ngài rằng: lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ránh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Mô-sê nói cùng dân sự rằng: hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút tôi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay nhằm tháng lúa đổ, các ngươi ra đi. Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Am, dân Hê-vít và dân Chít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng này hãy giữ lễ thánh đó. Trong 7 ngày bánh không men, đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thánh có men hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra xứ Ai Cập. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Hằng năm đến kỳ, ngươi phải giữ lễ này. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Ca-na-an như ngài đã thề cùng ngươi tổ phụ ngươi, khi ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không ngươi hãy vặt cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng tay ngươi. Vả một mai con trai rằng: điều đó có ý chi? Thì hãy đáp rằng: ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, tức là nhà nô lệ. Và khi Pha-ra-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, ngài bèn giết hết các con trong xứ đó, từ trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật. Vì cớ đó,
ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sinh đầu lòng, và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. Ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tai ngươi và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập. Và khi Pharaon dân Israel đi, Đức Chúa không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: em đi dân thấy trận mạc lòng trở về xứ Ai Cập chăng? Cho nên trời dẫn chúng đi vòng theo đường đồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se dời hài cốt Joseph theo mình, vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng: chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Và chút khỏi Sukkot, đóng trại tại Etam ở cuối đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đi, ban đêm trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Chương 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho dân Israel trở lại đóng trại tại trước Phi-ha-hi-rốt ngang Ba-anh-sê-phô giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này gần biển. Chắc Pha-rô-ôn sẽ nói về dân Israel rằng: dân đó lạc đường bị khốn đồng vắng rồi. Sẽ làm cho Pha-rô-ôn cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pha-rô-ôn và cả toán binh được rạng danh. Người Ai Cập sẽ biết ta là Jehovah. Dân Israel bèn làm như vậy. Vả báo cùng vua Ai Cập rằng Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quần thần cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi ta nữa sao? Pharaoh bèn thắng xe đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ai Cập, trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh vua xứ Ai Cập cứng lòng theo dân Israel, nhưng dân đã ra đi một cách dạn dĩ. Người Ai Cập và cả ngựa xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel, gặp đang đóng đồn nơi bờ biển gần Phi-ha-hi-rốt ngang Ba-anh-sê-phôn. Vả khi Pharaoh dân Israel ngước mắt thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Cũng lại nói cùng Môi-se rằng: Ai Cập há chẳng có nơi một, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng nặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng: để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi-se cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng giờ ngó thấy nữa. Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: sao ngươi kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel đi. Còn ngươi gậy lên, đưa tay trên biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rặn vì Pharaoh, cả binh xa và lũ người. Khi nào được rặn danh vì Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân ở về sau. Trụ đứng về giữa khoảng trại người Ai Cập và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đằng, soi sáng ban đêm cho đằng kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sáp gần nhau được. Vả Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn đông thổi mạnh đến, đùa biển lại trọn cả đêm,
lại làm cho biển bài ra khô, phân rẽ. Dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm tấm vách ngăn bên hữu và bên á. Người Ai Cập đang đuổi theo, hết thảy người binh xa cùng lính kỵ của Pharaoh đều theo xuống biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va trong trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Ai Cập, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ai Cập bèn nói rằng: ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cùng chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy giơ tay ngươi ra trên, nước sẽ trở lấp người Ai Cập, binh xa và kỵ của chúng nó. Mô-sê bèn giơ tay mình ra trên biển. Lối sáng mai, trở lấp phủ đáy biển lại, người Ai Cập chạy trốn nước chận. Vậy Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-rôn đã theo dân Israel xuống, chẳng còn sót lại ai. Xong, dân Israel biển như trên đất cạn, làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Dân ấy thấy người Ai Cập chết biển. Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã người Ai Cập nên kính sợ Ngài, tin Ngài, Mô-sê là tôi tớ. Mô-sê và dân Israel hát ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghi. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và ca tụng của tôi. Ngài nên đấng cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi khen Ngài. Đức Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ôn và cả đạo binh của người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển độc. Những lượng sóng đã vùi họ rồi. Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển? Hỡi Đức Giê-hô-va, ta hữu Ngài hủy quân nghịch đi. Bởi sự cá của oai nghiêm Ngài, đánh kẻ giấy nghịch cùng mình, nổi giận phừng phừng, đốt họ ái như rơm rạ. Mỗi ngày thở hơi ra, nước dồn lại, lượng sóng đổ như một bờ đê, vực sâu đọng lại nơi rún biển. Quân nghịch rằng: ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp, chia phân của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ, ta rút gươm ra, tay ta họ. Ngài thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại, họ bị chia cục chì nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay là phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này, Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Phalestine. Quan trưởng xứ Edom bèn lấy làm bối, mấy mặt anh hùng áp đều kinh hồn, cả dân Canaan đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng đều bị câm như đá, cho đến dân Ngài vượt qua, cho đến dân mà Ngài đã chuộc vượt rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn làm nơi ở của Ngài. Chúa là đền thánh mà Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va cai trị đời đời kiếp kiếp. Vì ngựa của binh xa cùng lính kỵ đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Israel giữa biển như đi trên đất cạn. Nữ tiên tri Miriam là em gái Aaron, tay cầm trống cơm. Đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng: hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa
và người cưỡi ngựa. Đoạn Môi-se dân Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Sư-rơ, trọn 3 ngày đi trong đồng vắng kiếm chẳng được nước cả. Kế đến đất Ra, nhưng vì nước tại đó đắc uống chẳng được nên chi chỗ gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng độ cho dân sự, có Ngài thử họ. Ngài phán rằng: nếu ngươi chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời, làm sự ngay thẳng trước mặt, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đoạn dân sự đến đất Ai Cập, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.